Kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Bình luận Thế giới 360 độ của kênh truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, sự kiện thu hút nhiều sự chú ý của dư luận trong tuần qua là cuộc bầu cử Duma quốc gia tức Hạ viện Nga đã kết thúc với thắng lợi cách biệt thuộc về Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền. Theo kết quả kiểm 99,99% số phiếu bầu, Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền giành được gần 50% số phiếu, xếp vị trí thứ hai là Đảng Cộng sản với gần 20% số phiếu. Kết quả này giúp cho Đảng nước Nga thống nhất tiếp tục giữ thế đa số tại Hạ viện với tỷ lệ ghế được phân bổ là 238 trên 450 ghế. Vậy, việc Đảng nước Nga thống nhất tiếp tục cầm quyền có ý nghĩa ra sao đối với xứ sở Bạch Dương trong bối cảnh nước Nga đang phải đương đầu với nhiều thách thức cả trong nước lẫn ngoài nước là chủ đề chính được bàn thảo trong chương trình Bình luận Thế giới 360 độ tuần này với vị khách mời là Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cùng chương trình. Trước khi bước vào cuộc trò chuyện với khách mời, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại kết quả bầu cử của Hạ viện Nga diễn ra hôm 4 tháng 12 vừa qua. Mặc dù phải cạnh tranh khốc liệt với các đảng đối lập, song Đảng nước Nga thống nhất, đảng đã từng chung lưng đấu cật cùng bộ đôi Medvedev-Putin vực dậy nước Nga vĩ đại vốn bị suy yếu nghiêm trọng vào những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, vẫn dẫn đầu danh sách các chính đảng tham gia Duma quốc gia, tức Hạ viện Nga khóa 6. Điều này chứng tỏ uy tín của đảng cầm quyền tại Nga vẫn đang ở mức cao trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, khiến uy tín của hầu hết các đảng cầm quyền tại châu Âu sụt giảm mạnh và nhiều nhà lãnh đạo các nước này phải ra đi. Cuộc bầu cử lần này còn chứng kiến sự trỗi dậy khá mạnh mẽ của các đảng đối lập, trong đó nổi bật nhất là Đảng Cộng sản Nga. Theo giới quan sát, kết quả ấy phản ánh đúng bầu không khí chính trị tại Nga ngày nay. Trong những năm gần đây, các đảng phái chính trị ở Nga cạnh tranh ngày càng gay gắt trong việc thu hút cử tri, làm cho đời sống chính trị ở nước này trở nên sôi động. Chính sự cạnh tranh ấy đã tạo động lực thôi thúc các đảng phái chính trị không ngừng hoàn thiện cương lĩnh hoạt động của mình để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân. Sự nỗ lực của những chính đảng luôn có ý thức tự hoàn thiện mình để phục vụ người dân tốt hơn khiến sự tín nhiệm của cử tri dành cho họ không ngừng gia tăng. Sự vươn lên vị trí thứ hai của Đảng Cộng sản Nga là một minh chứng rõ nét. Với cương lĩnh tranh cử là đưa tài nguyên thiên nhiên trở lại với nhân dân và đề xuất những biện pháp ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế mới, quốc hữu hóa các cơ sở khai thác khoáng sản v.v. Đảng Cộng sản Nga đã mở rộng được diện cử tri ủng hộ từ tầng lớp hưu trí và người cao tuổi ra đến sinh viên, trí thức và doanh nhân. Đánh giá về cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga hôm 4 tháng 12 vừa rồi, đa số quan sát viên nước ngoài đều cho rằng nó đã diễn ra theo đúng quy định pháp lý ở Nga cũng như đạt tiêu chuẩn pháp lý quốc tế. Tuy số phiếu không hợp lệ lên tới gần 1 triệu, chiếm 1,5% số phiếu bầu, nhưng theo giới quan sát, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với số phiếu không hợp lệ trong các cuộc bầu cử quốc hội ở các nước châu Âu khác. Xin ông có thể cho biết cuộc bầu cử Hạ viện Nga năm nay có gì khác so với những cuộc bầu cử lần trước? Nhìn chung thì có thể thấy rằng cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga lần này thì nó có những cái khác biệt so với những cuộc bầu cử lần trước ở cái chỗ là tính dân chủ và tính công khai nhiều hơn và đổi mới. Nếu chúng ta nhìn lại cuộc bầu cử năm 1999 thì lúc đó là nước Nga sau thời kỳ cầm quyền tương đối bất ổn của Tổng thống Boris Yeltsin thì người ta cần một cái ban lãnh đạo mạnh mẽ và cứng rắn để đưa nước Nga ra thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội. Và lúc đó thì ông Putin xuất hiện và người ta đã bầu ông Putin làm Tổng thống Nga vào năm 2000. Và đến khi bầu đến năm 2003 thì lúc đấy là sau khi ông Putin lên cầm quyền thì hệ thống chính trị của Nga tương đối ổn định. Và lúc đó người ta cần có cái sự cải thiện về đời sống. Và cái chủ đề chủ yếu năm 2003 chính là nâng cao mức sống của người dân. Và Tổng thống Putin đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đó, đã xóa nợ nước ngoài của nước Nga, đồng thời đưa nước Nga phát triển trở lại ổn định nhiều hơn. Đến năm 2007 thì lúc đó là cái nhu cầu là người ta cần phải có sự ổn định. Ổn định bởi vì sau hai nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống Putin ấy, thì nước Nga đã phát triển và lấy lại cái vị thế của một cường quốc, cho nên người ta cần có sự ổn định. Và chính cái sự ổn định đó cho nên cái cuộc bầu cử lần đó đã dẫn tới cái kết quả là bầu ông Medvedev làm Tổng thống để kế tục cái chiến lược phát triển của nước Nga. Còn lần này ấy, thì nhu cầu về xã hội Nga là người ta cần có sự đổi mới. Cái sự đổi mới này thì không chỉ của nước Nga, mà nói chung thì toàn bộ thế giới là dưới tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới bùng phát từ Mỹ năm 2008 và những biến động chính trị trên khắp thế giới thì người ta cần có một sự đổi mới toàn diện. Chính vì vậy cho nên cuộc bầu cử lần này thì không khí bao trùm của nó chính là sự dân chủ và đổi mới. Vâng.
Dư luận cho rằng thì kết quả bầu cử gần 50% số phiếu mà đảng nước Nga thống nhất cầm quyền giành được dẫu sao cũng là một bước thụt lùi. Bởi vì nếu như mà so với kết quả 65% mà đảng này giành được trong cuộc bầu cử năm 2007, vậy thì theo ông đâu là những nguyên nhân khiến đảng cầm quyền tại Nga lại có một kết quả không được như mong đợi? Rõ ràng nhìn về tỷ lệ phiếu bầu thì không được đạt như lần trước. Nhưng mà rõ ràng nếu mà đánh giá nhìn chung thì vẫn là một thắng lợi của đảng nước Nga thống nhất. Bởi vì là cái tỷ lệ phiếu bầu nó thấp hơn. Là theo tôi nó có mấy có 4 cái lý do. Cái lý do thứ nhất là chúng ta nhận thấy một cái điều là trong cái cuộc bầu cử vào Duma quốc gia lần này thì danh sách các ứng cử viên của thuộc đảng nước Nga thống nhất là đổi mới 50%. Đây là một sự đổi mới mà theo nhận định của giới phân tích thì không có một đảng phái chính trị nào mà đổi mới đến mức độ mạnh mẽ như thế. Và vì đổi mới như vậy cho nên là các ứng cử viên người ta cũng còn cân nhắc chần chừ khi bỏ phiếu cho một ứng cử viên mà mới được bỏ vào. Đấy là cái thứ hai là có 25% là ứng cử viên ấy không thuộc đảng phái chính trị nào cả nhưng lại được đăng ký vào danh sách theo kênh của đảng nước Nga thống nhất. Cái đó là một cái sự đổi mới. Cái thứ ba là cái mặt trận nhân dân thống nhất toàn Nga đề cử đến 224 ứng cử viên. Như vậy là nếu mà xét tổng cộng lại thì người ta cho rằng là danh sách ứng cử viên lần này để bầu vào Duma Quốc gia Nga đổi mới đến 2/3. Đấy là một sự đổi mới có lẽ là chưa từng có. Và bất kỳ một sự đổi mới nào cũng đều phải có một sự trả giá nhất định. Đấy là một trong những nguyên nhân mà dẫn đến cái sự tỷ lệ phiếu bầu cho đảng Nga thống nhất nó giảm hơn so với lần trước. Còn một lý do nữa mà theo tôi cũng rất là quan trọng đấy là gì? Tức là khi hầu như tất cả các cái đảng phái chính trị mà tham gia bầu cử vào Duma Quốc gia Nga lần này đều là những đảng phái đối lập. Trong đó thì có một số đảng phái thì cương lĩnh tôn chỉ mục đích của họ cũng gần với đảng Nga thống nhất một chút nhưng đa số là đối lập. Chính vì sự đối lập như vậy, vậy là trong cái bối cảnh mà các cử tri Nga đã cần có sự đổi mới. Chính vì vậy cho nên cái số phiếu đã nghiêng một chút về những cái đảng đối lập và làm giảm tỷ lệ phiếu của đảng nước Nga thống nhất. Còn một cái yếu tố, một nguyên nhân cuối cùng, nguyên nhân thứ tư thì tôi cho rằng là không thể loại trừ cái khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài. Và sự can thiệp đó thì rất rõ ràng. Chúng ta biết rằng là hiện nay ở Nga đã có gần 100 cái tổ chức phi chính phủ xã hội mà được sự tài trợ của các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài, mà trước hết là Mỹ. Mà chính những tổ chức phi chính phủ này chính là những tổ chức mà đã từng tài trợ cho các cái lực lượng đối lập để tiến hành cuộc cách mạng sắc màu ở Georgia, ở Ukraine và ở Kyrgyzstan. Và thậm chí là tài trợ cho các lực lượng đối lập hiện nay ở các khu vực Trung Đông, Bắc Phi. Cho nên rõ ràng là có sự can thiệp nhất định và những nhất định từ sự can thiệp của bên ngoài vào cuộc bầu cử hiện nay ở Nga. Và đây là 4 lý do theo tôi là làm cho cái tỷ lệ phiếu bầu của đảng nước Nga thống nhất nó có phần giảm hơn so với lần trước. Thưa quý vị, nhận định về số phiếu mà đảng nước Nga thống nhất giành được tại cuộc bầu cử vừa qua, Thủ tướng Putin đã thẳng thắn thừa nhận rằng việc đảng của ông bị mất nhiều phiếu là hệ quả tất yếu của những khó khăn kinh tế mà nước Nga đang phải đương đầu và đảng của ông phải chịu trách nhiệm về những khó khăn ấy. Vậy nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với những thách thức gì? Mời quý vị theo dõi tiếp phần tổng hợp sau đây. Nước Nga năm 2011 đã khác nhiều so với nước Nga năm 2004, thời điểm ông Vladimir Putin tái tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2. Khi đó, nền kinh tế Nga tăng trưởng 7%, nợ công đứng ở mức thấp, ngân sách chính phủ thặng dư. Còn hiện nay, hàng loạt chỉ số kinh tế của Nga đã xấu đi đáng kể. Sau giai đoạn suy thoái gần 8% trong năm 2009, tăng trưởng kinh tế của Nga y ạch ở mức 4% và dự kiến sẽ còn thấp hơn, chỉ 3% vào năm tới. Thâm hụt ngân sách trong năm nay ước tính tương đương 5% GDP. Lạm phát nhiều năm liền ở mức cao khoảng 8,8% trong năm 2010 và 7,2% trong năm 2011, đẩy giá các mặt hàng thiết yếu tăng vọt. Hậu quả là mức sống của người dân sụt giảm và khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng lên. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở ngưỡng cao 7%. Tham nhũng cũng là một trong những vấn nạn tại Nga hiện nay. Chính Tổng thống Medvedev đã phải thừa nhận rằng ít nhất 1.000 tỷ rúp, tương đương 32 tỷ đô la Mỹ tiền thuế của dân đã bị ăn trộm từ các cuộc đấu giá mua hàng hóa công. Số tiền này tương đương 10% ngân sách Nga trong năm 2010. Theo ước tính của Bộ Kinh tế Nga, người Nga đã phải chi ít nhất 164 tỷ rúp, tương đương 5,35 tỷ đô la Mỹ trong năm 2010 để hối lộ giới công chức nhà nước. Nhận thức rõ những khó khăn đang đe dọa nền kinh tế cũng như sự ổn định xã hội của nước Nga, ngay sau khi kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga được công bố, Thủ tướng Putin đã tuyên bố sẽ cải tổ chính phủ sau cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 năm sau.
Giai đoạn tiếp theo cuộc bầu cử tổng thống sẽ là thành lập chính phủ, và tất nhiên, như chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố, sẽ có một cuộc cải tổ sâu rộng và nghiêm túc nhân sự trong chính phủ. Nhìn chung, nếu so sánh với nhiều nước châu Âu đang quay cuồng trong cơn bão nợ công, nền kinh tế Nga ổn định hơn nhiều nhờ sự kết hợp của các chính sách kinh tế vĩ mô ngắn hạn. Môi trường kinh doanh của Nga cũng ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư kể từ khi chính phủ cam kết giải quyết nạn tham nhũng, cải thiện các quy định của pháp luật, tiến hành cải cách để tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hấp dẫn các nhà đầu tư. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Nga là một trong 25 nền kinh tế hàng đầu thế giới về cải thiện môi trường kinh doanh trong 6 năm qua. Hiện Nga là nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới xét theo giá trị danh nghĩa và lớn thứ 6 xét theo sức mua tương đương. Tính đến năm 2011, thủ đô Moscow của Nga là thành phố có đông tỷ phú nhất trên thế giới. Trong bối cảnh phải đương đầu với rất nhiều khó khăn kinh tế mà như chúng ta vừa theo dõi và không còn giữ thế đa số lập hiến tại quốc hội nữa, vậy thì theo ông, liệu Đảng nước Nga Thống Nhất có thể tiếp tục duy trì đường lối phát triển kinh tế mà đã từng kéo nước Nga ra khỏi đống đổ nát về kinh tế sau khi Liên Xô sụp đổ và vươn lên vị trí là nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới hay không ạ? Với tôi được biết là hiện ở Nga có nhiều đảng phái chính trị muốn thay đổi đường lối phát triển kinh tế đất nước mà bộ đôi Medvedev-Putin áp dụng thành công ở Nga. Trước hết phải khẳng định một cái điều thế này, tức là trong số các cái đảng đối lập hiện nay ở Nga và tham gia bầu cử vào kỳ Hạ viện Nga trong cuộc bầu cử vừa qua thì không có một đảng phái chính trị nào đưa ra được một cương lĩnh có tính khả dĩ hơn so với cái cương lĩnh của Đảng nước Nga Thống Nhất để phát triển nước Nga tiếp tục đến năm 2020 và xa hơn nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là với tỷ lệ phiếu hơi thấp so với lần trước, nhưng mà Đảng nước Nga Thống Nhất vẫn hoàn toàn có khả năng và có quyền để có thể lãnh đạo đất nước theo một chiến lược phát triển đến năm 2020. Bởi vì là Đảng Nga Thống Nhất sẽ liên minh với các lực lượng không đảng phái. Thứ hai là cái lực lượng cũng khá lớn là do cái mặt trận nhân dân toàn Nga đề cử vào Duma Quốc gia lần này. Thế thì tôi hy vọng là cái Đảng Nga Thống Nhất sẽ tìm được tiếng nói đồng thuận và sự ủng hộ của những lực lượng đó để có thể thông qua được những cái giải pháp lập pháp mà có hiệu quả, dân chủ và công bằng để tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo đất nước cho cái hệ thống chính trị sắp tới ở Nga.